Sao ấy, mày gọi Nhi lên đây. Gọi vợ chồng Nhi lên đây. Rồi đó, gọi đi. Lên là bắn này. Rồi ấy. Nghe. Gọi đi, gọi đi, gọi Nhi đi. Ok. Let's get to work. Go big or go home. Em có Facebook đâu nhắn tin không? Nhóm ấy. Ơn rồi. Em lắc quá, em bấm vào số 5 10 giây để trở lại. Số 5 là sao?
Em À nó em quay qua bên phải một tí, nó có cái nút reset liên chuột qua bên phải một tí à, em thấy không? Nút reset. Rồi sao nữa? Rồi 472 giờ mình bấm gì nữa? Quên mẹ rồi, À, để mình đi coi cho lại. em được cái gì check á, vừa cái gì check lại, bấm lại là nó sẽ tỉnh tốt đấy. Không ạ. Là theo hướng dẫn từ đầu đến đuôi là có chương trình gì em. Ui trời gâm. Ủa sao nó rơi em vô cái này luôn rồi anh? Đâu ở dưới mà em lúc nào ở đấy đâu không ngáo à, như phải nhìn từ 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 chứ thoát là kiểu gì? à, có cái từ exit đấy em đi vòng vòng nó có từ exit nhảy lên trên có từ exit đâu nhấp thôi nhấp tí là dính mà. Ok. Ở trên ở dưới. Ủa nó hiện cái từ 472 rồi mà. Ờ, để em làm theo hướng dẫn đi. Ngay ở Ok. dưới cái từ bao cái phòng bao cái room lên xuống dưới nó cái Đồ từ ăn hết cái gì đúng không? đúng đúng nó. Ok. Đúng chưa ta? Rồi đi làm gì khác đi. Để lại mình thấy kinh nghiệm nó nhảy lên chưa? Thấy luôn. Anh biết nhảy gì? Ôi lại Khỏe đấy. nó nhảy B luôn nè. Được luôn. Cái gì nữa hết. Chết rồi. Sai cái đó gì nè. Hay là hết được rồi ta? Đâu được mà. Chỉ bắn được một lần thôi. Nhưng mà nó nhảy thêm nè.
có được nè. Làm lại. Thoát ra còn thoát đéo được. Let's make this fun. À, một con nữa thôi, please. Jump for me. Con cày nó chủ lực à? Ơ con này được này, quá rồi. Let the scrolls be tested. Samiraba. Yeah.